Mịch Thứ Check-in, hành trình đường về nhà ai. Và hôm nay, Mịch Thứ thứ 11 sẽ thực hiện một chuyến phượt đi bằng xe máy từ thị trấn thứ 11 huyện An Bình về cổng Tam Quan, thành phố Rạch Giá. Chúng ta sẽ đón bình minh Mịch Thứ ngay trên cầu treo thứ 11 trên tỉnh lộ 967, rồi đi ngang khu hành chính huyện An Bình ra đường Xuyên Á và bắt đầu cuộc hành trình về thứ 7, rồi qua chợ thứ 3 đến cầu Cái Lớn Cái Bé ở Sở Rô. Từ đây chúng ta sẽ tiếp tục đi trên đường nhựa tỉnh lộ 967 qua huyện Châu Thành, Rạch Sỏi vào đường Nguyễn Trung Trực đi về cổng Tam Quan của thành phố Rạch Giá.